Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào việc đó là xây một cái kênh TikTok như thế nào cho nó hiệu quả đây. Đầu tiên thì Linh sẽ có cho hướng dẫn chúng ta về cái cách mà chúng ta tạo tài khoản TikTok. Rồi sau đó điền những cái thông tin thì Linh sẽ có một cái video riêng hướng dẫn trên màn hình để chúng ta dễ xem và dễ hiểu và dễ trải nghiệm. Và sau đó thì chúng ta sẽ có khoảng tầm 3 ngày để chúng ta tương tác trên cái tài khoản TikTok đó. Và 3 ngày này cũng là lúc mà chúng ta sẽ chuẩn bị về nội dung, về đường hướng để mà chúng ta đi với kênh TikTok này. Vậy thì cái đầu tiên Linh muốn chia sẻ với chúng ta đó là chúng ta cần phải xác định được là chủ đề kênh mà chúng ta hướng tới để mà chúng ta làm. Linh lấy ví dụ, nếu mà chúng ta bán những sản phẩm liên quan đến về xương khớp chẳng hạn, vậy thì lúc này chúng ta cần phải làm đối tượng của chúng ta, những người xương khớp đó là những người độ tuổi từ khoảng 40 cho đến 60 thì người ta gặp vấn đề về xương khớp rất là nhiều, đúng không anh chị? Vậy thì đầu tiên đó là chúng ta phải xác định được đối tượng mục tiêu mà chúng ta muốn hướng tới. Cái thứ hai, sau đó chúng ta sẽ làm cái nội dung như thế nào để cho đối tượng này đây. Vậy thì những cái nội dung về xương khớp thì chúng ta sẽ có chia sẻ cho họ. Thứ nhất đó là về những cái bài tập về xương khớp. Vậy thì tất cả xung quanh nội dung chúng ta liên quan đều nói về vấn đề về xương khớp. Ví dụ như bài 1 là chúng ta hướng dẫn là phương pháp tập thể dục để mà chúng ta hỗ trợ cho vấn đề về xương khớp. Ví dụ như thế. Rồi sau đó chúng ta hướng dẫn bài thứ 2, bài thứ 3, chúng ta còn rất là nhiều nội dung. Và tất nhiên là chúng ta là chuyên gia trong lĩnh vực đó thì chúng ta có thể chia sẻ, đúng không? Thì lúc đó là những cái đối tượng người xương khớp người ta sẽ xem. Và bên cạnh đó, sau đó chúng ta có thể sau khoảng tầm 2 tuần chúng ta hết nội dung về xương khớp, thì lúc này chúng ta sẽ làm những cái nội dung kế tiếp nữa. Đó là nội dung ví dụ như là cách để trị thoát vị đĩa đệm chẳng hạn. Thì lúc đó chúng ta có những nội dung vậy. Vậy thì cái kênh của chúng ta đang hướng tới, chủ đề lớn của chúng ta đó là nội dung về sức khỏe. Vậy thì cái kênh sức khỏe này là gồm có rất là nhiều cái nội dung, gồm có ví dụ như là nội dung về xương khớp này, nội dung về đau đầu, đau vai gáy này, nội dung về cái gọi là thoát vị đĩa đệm. Và chúng ta có rất nhiều chủ đề bởi vì nó liên quan đến về sức khỏe. Và những nội dung này ở trên cái kênh này chúng ta lưu ý đó là chúng ta không có bán hàng. Chúng ta chỉ tập trung vào chia sẻ những cái phương pháp, những cái cách thức làm sao để người ta hết cái căn bệnh đó bằng những cái phương pháp bằng tự nhiên, bằng những cái thiên nhiên. Rồi, và hay là chúng ta có thể chia sẻ cho họ về làm sao để nhận biết được là chúng ta đang bị xương khớp hay không, và xương khớp là đang bị nặng hay là nhẹ. Thì chúng ta có những cái nội dung đó để chúng ta chia sẻ cho đối tượng khách hàng mục tiêu của mình. Vậy thì lúc đó chúng ta đã có kênh mà chủ yếu là những người người ta đang gặp vấn đề về sức khỏe để chúng ta chia sẻ trên đó. Đó là cái định hướng về cái kênh nội dung. Thì sau khi mà chúng ta có cái định hướng như vậy, chúng ta sẽ chia sẻ những cái nội dung liên quan đến về chủ đề đó. Và những nội dung khác thì chúng ta sẽ không đưa lên. Ví dụ như chúng ta đang là nội dung sức khỏe mà bây giờ chúng ta lại nói về kinh doanh thì nó sẽ không phù hợp. Và lúc đó là gì ạ? Con AI của Facebook ấy, là cái trí tuệ thông minh nhân tạo của Facebook ở của TikTok ấy, nó sẽ hiểu sai, bởi vì nội dung của bạn đang nói về là về về bệnh tật, đúng không? Chúng ta đang nói về sức khỏe mà bây giờ lại chúng ta lại có một cái nội dung liên quan đến về giải trí, ví dụ như chúng ta đi chơi hay là đi du lịch, thì như vậy nó sẽ không phù hợp. Và một trong những nguyên nhân mà người ta thất bại ở trên kênh TikTok đó là vì một kênh mà người ta đưa ra nhiều nội dung quá, lúc thì gia đình, lúc thì du lịch, lúc thì nói về kinh doanh, lúc thì nói về sản phẩm. Vậy thì cái cuối cùng là cái kênh này hướng tới điều gì, mang lại cái giá trị gì? Thì lúc đó người ta thấy đây là một kênh hỗn hợp, và cuối cùng AI của TikTok nó sẽ không biết được là đối tượng khách hàng của bạn là ai, cái đối tượng hướng tới đó là ai, và lúc đó nó sẽ không chạm tới được cái người tiêu dùng của chúng ta. Còn ví dụ Linh lấy cái kênh của Linh đi, là Linh hướng tới đây là một nội dung mà mình chia sẻ về những câu chuyện xung quanh nhân vật đó là Lê Chí Linh. Và câu chuyện ở của Linh thì nó sẽ xoay quanh những cái nào? Thứ nhất, đây là ở trong cái môi trường công việc, thì mình thể hiện là mình có ba cái đặc tính. Cái đầu tiên đó là một con người kỷ luật, cái thứ hai đó là một con người chính trực, và thứ ba đó là có đàn đầy cái tình yêu thương. Vậy thì bởi vì và đó cũng chính là văn hóa của cái đội nhóm của mình. Vậy thì lúc đó mình phải truyền bá cái văn hóa đó cho đội ngũ. Vậy thì lúc đó mình sẽ thu hút những ai? Thu hút những con người có kỷ luật, thu hút những người có tình yêu thương, và thu hút những con người mà người ta có sự chính trực để người ta đến với đội nhóm của mình. Và trước khi người ta đến với đội nhóm của mình, người ta đã hiểu về văn hóa. Vậy thì mình sẽ xây dựng những cái câu chuyện, những cái video, những cái bài giảng, những cái bộ phim của mình liên quan về chủ đề đó. Sau đó khi mình khía cạnh về gia đình thì mình cũng xây cạnh gia đình đó là về một con người có tràn đầy tình yêu thương, và gia đình của mình cũng có sự kỷ luật và hướng tới cái sự chính trực, và trong cái tình yêu của mình cũng thế. Và có nghĩa là tất cả mọi cái câu chuyện nó đều xoay quanh ba cái nội dung cốt lõi đó. Vậy thì mình có một cái định hướng rất rõ ràng, và những nội dung nào nó không thể được cái điều đó thì mình đều sẽ không làm. Đó, những nội dung nào không thể điều đó thì mình sẽ không làm. Thì mình phải hiểu là đối tượng đầu tiên đó là chủ đề kênh, thứ hai đó là đối tượng mục tiêu của chúng ta, và lúc đó chúng ta mới bắt đầu lên ra những cái nội dung chi tiết, sáng tạo ra những nội dung xung quanh cái đó, và cái kênh đó nó chỉ phục vụ như vậy thôi. Bên cạnh đó, ví dụ Linh có một cái thích chơi thể thao, vậy thì mình làm một cái kênh thể thao, vậy cái thể thao á, thì mình kênh tạo ra một cái kênh đó là mô tô nước chẳng hạn,
thì đó là nơi để mình chia sẻ về những hàng tuần mình đi chỗ này, mình đi chỗ kia, thì mình chỉ kênh đó chỉ nói về nội dung đó, hoàn toàn không nói về cái giáo dục, không có nói chuyện về kinh doanh, không nói về sản phẩm. Thì mỗi một cái kênh nó đều có một cái chức năng, đều có một cái giá trị, một cái đối tượng mục tiêu, và chúng ta phải tạo ra những cái kênh nào thì chúng ta đưa ra đúng cái nội dung đó. Thì đó là cái mà Linh muốn hướng tới, đó là chúng ta phải có một cái định hình nó rất rõ, và để cho chúng ta tránh những cái sai lầm đó là chúng ta đưa quá nhiều nội dung vào trong một kênh, đúng không? Còn nếu mà chúng ta là một người phụ nữ, chúng ta muốn làm một cái kênh làm đẹp, thì chúng ta chia sẻ cho họ là gì? Cách make up ở tại nhà này, chúng ta đi tiệc này, chúng ta đi sự kiện này, rồi chúng ta đi làm này, rồi cách mà chúng ta phối đồ này, rồi cách mà chúng ta chăm sóc da này. Thì đó là những cái nội dung mà chủ đề về làm đẹp cho phụ nữ. Thì chúng ta mỗi tuần này chúng ta chủ đề này, tuần sau chúng ta được chủ đề khác. Thì chúng ta cái chủ đề lớn của chúng ta đó là về làm đẹp, nhưng chúng ta có rất nhiều tip, có nhiều cái phương pháp chúng ta chia sẻ đấy đó. Thì lúc đó chúng ta sẽ tạo ra được một cái cộng đồng của những con người làm đẹp, những người yêu thích làm đẹp thì người ta sẽ xem. Rồi lát nữa, ở những cái video sau thì Linh sẽ chỉ chúng ta về cái cách mà chúng ta kiếm tiền ở trên những cái kênh TikTok như thế nào, cách mà chúng ta bán hàng trên đó như thế nào để chúng ta không bị vi phạm. Bởi vì nếu mà chúng ta làm không cẩn thận thì chúng ta sẽ bị vi phạm, bởi vì chúng ta quảng bá thương hiệu trên đó, chúng ta bán hàng trên đó, thì lúc đó vi phạm cái quy tắc cộng đồng của TikTok, thì lúc đó chúng ta sẽ rất khó để chúng ta phát triển về kênh của mình. Rồi, thì ở những cái video kế tiếp chúng ta sẽ đi sâu vào cái chương trình đó là nội dung chi tiết của từng cái một. Ok anh chị. Rồi ha, xin chào, hẹn gặp lại tất cả anh chị.